Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên mục của mình Pio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến một con map giải mã các bạn ạ. Map này thì có tên là Thoát khỏi Amos Ma. Ôi, hình như cái map này là map giải mã kinh dị hay sao nhỉ? Cũng có phải là hơi bị rén đấy các bạn ạ. Map Thoát khỏi Amos, hơi tạm gọi là Thoát khỏi hồn ma Amos cho anh nghe có phải kịch tính nhỉ? Xin chúc các bạn chơi map mình vui vẻ. Map mình mới sửa rồi xong cái gì đây? Ok, map này được cập nhật vào ngày 30 tháng 12 này. Có ID là 1136911. Ui, của bạn ID Sami Chibu. Wow, ID đẹp nhá. 1136911. Ui, cái này ID này có vẻ là VIP đấy cần hả? Thì ok, chúng ta cùng khám phá coi thử xem cái map Thoát khỏi hồn ma Among Us của bạn Sami Chibu này nghe như nào các bạn nhá. Chibu là tôi cứ tưởng là ca sĩ Chibu cơ. Đây là Chibu không phải Chibu nữa. Chibu và Chipu khác nhau các bạn nhá. Ok, trước khi bắt đầu video các bạn đừng quên để lại một like, đừng quên chia sẻ video bạn bè và đừng quên nhấn đăng ký và chưa đăng ký ủng hộ mèo Pèo các bạn nhá. Và nhớ chọn thần thông báo tất cả để không bỏ lỡ video của mèo Pèo cũng như bị lỗi hashtag là thăng mèo Pèo và thăng bi tìm nữa các bạn nhá. Ok, bây giờ thì chiến rồi. Sắn đéo lên. Đấy, chiến rồi. Để xem thử map giải mã này chơi như nào đây. Đấy. Xin chào các bạn, mình là chủ map, mình tên là Sami Chibu. Mình sẽ giới thiệu chỗ chỗ này là chỗ bạn thắng. À ok, đây là chỗ thắng rồi. Cửa ok, cửa ơ thế chả ơ bất đời heo, giới thiệu gì ngắn thế. Ơ kìa, ủa giới thiệu gì ngắn vậy. Ở đây vẫn còn chủ map tên gì biết rồi. Map mình mới làm lại ở biết rồi. Mấy con xanh là chỗ mua đồ. À mua cần gạt. À cần tìm mấy cái này để mua cần gạt. Hiểu rồi. Trên đi. Còn hướng dẫn này. Ui, lên thì quái được. Bám tường lên à? Úi dồi. Ui, em không biết bám tường thì phải làm sao? Chết dồm. À, từ từ. Phải có cách nào lên nhỉ? Đúng không? À, đây. Ui, lên thì quái là được. Lô. Tôi không biết bám tường. Ok. Vừa vào đã thử thách hơi bị căng ấy nhở. Chết dồm. Ở mắt này để coi xem mắt này có cấm Cindy không nhỉ? Hey. Bắp này không cấm Cindy, ok. Ôi, thật như nếu như mà bắp này cấm Cindy thì làm thế nào để lên vậy? Mắt bám tường à, đúng không? Vô lý. Ê, chủ bắp xem lại như nào chứ cái chỗ này. Cái này mà không có đường lên thì hơi toang được. Ok, thôi mình sẽ tắt Cindy nhá. Đấy, mình đang test thử chỗ này thôi các bạn ạ. Ok. Ủa? Thế là mình có cần gạt rồi này. Thế là mình có hẳn hai cái cần gạt này. Ủa, trong map có chìa khóa dự phòng nữa nhỉ, không hiểu không. Ủa thế là win nhỉ. Cái map này có nhiều cửa đúng không. Ủa ôi mấy con Amo chạy chậm thế. Hello ôi mày ăn gà này. Ui rồi đố anh đuổi được em. Ui rồi mấy con Amos chân ngắn này. Mình đứng đây cả ngày khéo nó còn không đuổi kịp mình này. Ôi rồi ôi. Ok đã cứ mở đã. À ôi, cái map này còn tận mấy cửa lên cơ. Ôi, còn lâu mới thắng nhá. Tôi thử đánh thử nào. Ôi rồi ôi, đánh mất có mấy máu rồi thì lo cái gì. Rồi từ đây có ở đây. Ok rồi. Thế này thì không phải xoắn gần ha, cứ thoải mái mà đi ơi. Ôi ở đây có đồ này, khiếp cho nhiều đồ thế. Ok, từ, ôi, né, sao cho cả quốc chim thế này. Thử á, mấy cái con này nó di chuyển khá là đột các bạn ạ. Cho nên là chúng ta cũng không có sợ lắm. Ok. Rồi, ok là nhá. Rồi, cũng bình thường thôi. Đó. Ok là này. Úi dồi. Ok, thôi. Từ nhá, phải kiểm tra cả trong cái lò nung đã. Biết đâu ở trong mà lò nung này có cái gì sao đúng không? Ấy cứ kiểm tra thật kỹ. Ôi, mấy con này chạy chậm thế. Không còn không thèm đuổi mình luôn các bạn ạ. Ô vãi trưởng thật chứ. Ai dạ. Mấy con này nó còn không thèm đuổi mình. Hello. Cái gì ấy? Bắp này cũng có nhiều cái hay ho ấy nhỉ. Ai dạ. Cũng được đấy. Ôi giờ sao lên? Lên rồi này. Được. Ok. Hơi. Lên hơi. Ôi, từ hết hồn. Mấy con Amos ú này nó dí mình này. Đây. Ôi không, Amos Earth quỷ đã làm nghi lễ phép kinh dị. Bạn hãy chạy nhanh lên. Ui nghe căng ấy nhở.
trước khi đó bạn phải tìm một cái cúp có rồi đấy, hẳn hai cái luôn. Là nào không hiểu nó đào không, ủa có gì đâu, tiếp nghe làm nghe căng thế nhở, nghe a bông ớt quỷ các thứ nghe căng thẳng thế, có gì đâu. Ôi chết, may quá vẫn đập được. May quá vẫn đập được các bạn ạ, hết hồn ạ, tí bấm nhầm từ mất cúp. Ok rồi, trên này có cái gì nhở, mờ ám nhở, để kiểm tra kỹ á. Tôi thấy chắc chắn là trong này phải có cái gì mờ ám. Ôi ở chúng ta đập đèn này. Ôi cái này ý, khéo mình đập cửa cũng được rồi, từ từ nhá em ơi, để tôi thử xem là có đập được cửa không các bạn nhá. Hình như là chủ bác hơi bị ngây thơ thì phải. Ôi thật đâu vãi trưởng. Ok coi như là tôi không biết gì nhá, coi như là bèo béo chưa từng biết gì cả các bạn. Ok anh em ơi, coi như là bèo béo chưa thấy cái gì anh em ạ. Tôi không thấy gì đâu, tôi không thấy cái gì cả các bạn ạ. Ơi cái dưới có gì đấy, mèo béo không hề nhìn thấy gì anh em nhé. Anh em hóa ra cái cầu thang ấy nè, cái cầu thang này là để leo lên trên này. Trời ơi, mình xài xin đi, mình bay một phát lên luôn. Ok bạn chủ mác cũng ngây thơ phết. Bạn chủ mác là nếu mà có làm mác thì nhớ là chỉnh là cấm nhân vật là một này, với cả là ai là cho đập bên này, đập thế này đập luôn cửa à. Ok chủ bác khá là ngây thơ bạn ạ, nó không sao, mèo béo sẽ chơi nghiêm túc đấy. Chủ bác ngây thơ thì mèo béo cũng sẽ chơi nghiêm túc bạn ha. Rồi mình sẽ đi tìm tất cả phòng như nào. Ok gì đây, trước khi vào bạn phải lấy cúp ở đây có rồi. Ôi gì đấy, hình như đây là con mông ớt quỷ hay sao ấy. Ô đánh mình kìa, láo nhở, từ con này láo nhở. Ô đánh bình các bạn ạ. Từ cảm tử lao vào. Ui đánh mình kìa, ui không đào được. Bày này ôi hỏng cúp rồi, chết tớ là sao không hiểu. Ui hình như phải hỏng cúp rồi, thôi chết hỏng cúp rồi, rồi sao giờ. Chết tôi hỏng cúp mà các bạn ơi, rồi sao rồi. Oh man, hình như là phải có cung chứ các bạn ạ. Hình như là phải có cung đã. Ôi rồi hỏng cúp rồi, thế là xong, hết cúp rồi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Ok map này có vẻ vẫn còn nhiều lỗi bạn ạ. Map này vẫn còn hơi bị nhiều lỗi nha. Bạn chủ map là nhớ xem xét sự là. Ôi cái này ăn gà vào nhảy hơi khó này. Ok cái này nhảy dễ hơn này. Rồi ăn gà để không quen. Đó. Ok. Rồi. Ủa tôi chết giờ. Thế giờ hỏng cúp rồi thì chúng ta phải làm gì nhỉ? Ok cúp làm gì ra? Hey. À kìa. À mình thấy rồi nha. Mình thấy rồi. Mình thấy có đường vào này. Đó. À lấy cúp à. Ok. Mà hỏng cúp ở giờ sao? Giờ sao hỏng cúp rồi. Chết tôi rồi, hỏng cúp rồi các bạn ơi. Bây giờ chỉ có đúng 6 mũi tên này. Mũi tên làm gì được đây? Đó nào ta? Cái này à? Hình như phải bắn cái con mỡ đỏ hay sao? Bắn này đúng không? Bắn này đúng không? Bắn này đúng không? Ok, chết từ hồi máu. Ủa như nào nhỉ? Hình như chúng ta phải dẫn con này phải dẫn con này xuống dưới sao ấy. Bắn này đúng không? Ok. Ôi chết rồi, hỏng cúp rồi. Ôi đào tay vậy. Ok. Ủa mà cái này làm gì ra? Mà mình có thể là cho này bắn đúng không? Ok. Hình như là phải giết này sao ấy. Bắn mày này. Ủa như nào nhở? Mình chỗ này mình cũng không hiểu lắm. Giết xong con này được thêm đồ. Ok, trời ơi, hại não tên. Cái thật quả mác hơi hại não nha. Ok. Rồi. Bây giờ mình nghĩ là chắc là đủ đồ ấy nhở. Mình sẽ đi đổi đồ thôi. Cái thật quả mác hơi hại não bạn ạ. Chung cũng khá là đơn giản. Mình sẽ đổi được. Ui, tổng cộng chúng ta có tận 10 cần gạt. Và thêm mình kia nữa là 11 cần gạt. Để xem là còn chỗ lấn nữa. Có chỗ nào mình chưa đi không ta? Chắc là đi hết rồi đấy. Ok. Rồi. Rồi.
Tôi giỏi vào đây. Ê, đuổi em nào. Ok, là bọn tối thế là hơi sợ nha. Đặt cái đèn nó cho đỡ tối. Đó, đặt cái đèn bây khỏi về luôn. Chết rồi, không, đập được mà. Map này cho đập mà. Ui, còn thừa này. Còn thừa hẳn, cái quấy không đặt cần gạt được là như nào. Lag à. Hình như phải đóng cửa vào à. Cái quấy không đặt được cần gạt cơ à. Nơi chủ map xem như nào chứ. Cái ô quấy không đặt được cần gạt. Trời ơi, đây là một minh chứng cho việc là xây map nhưng mà chưa chơi thử này đấy. Kéo chính chủ map còn chưa test map rồi. Ok, chúng ta sẽ kiên nhẫn ngồi đập cái cửa này vậy. Ôi rồi ôi, may mà cái map này cho đập đấy, chứ không mà tôi cũng khóc ra tiền bán cả. Ôi, quả map này siêu lỗi, phải gọi là siêu lỗi. Ôi rồi ôi, map gì thực sự cả này. Ok, tôi vẫn đang kiên nhẫn đập. Ôi giời ơi, đập thôi, xong chưa? 94, 95, 96. Ok. Ôi, ok, cái chỗ này đấy, đâu đây đặt không được này, đó. Ủa sao lúc nãy, phải đập cửa, đập mới được, cái cửa bị lỗi này. Ok, win các bạn. Ok, chắc là Bro xin phép được cái tuổi này thôi. Các bạn có ý kiến đóng góp gì, muốn mèo peo là thử thách gì nữa thì hãy để lại bình luận phía dưới các bạn nhá. Xin chào và hẹn gặp lại.